Tiếp tục có việc anh chị ơi, phải vội nha. Căn này giảm 700. Sân để hai chiếc ô tô anh chị. Đây, hai lầu, một trệt, sân để hai ô tô, ba phòng ngủ, có sân thượng. Đây, cái sân thượng mà nhìn từ phía trên xuống mà thấy cái sân ô tô của mình này, xung quanh hàng xóm này ở full ở kín hết rồi. Anh chị nào nhà có hai chiếc ô tô, vợ một chiếc, chồng một chiếc, muốn để hai chiếc ô tô trong nhà, căn này thành phố Di An anh chị ạ. Mình ra ngoài mình xem đi. 112m anh chị, thổ cư full anh chị nhá. Sổ hồng riêng. Em Hải chỉ review sổ hồng riêng thôi. 16m tổng con đường này, thông hai đầu khu dân cư Biconsi, phường Tân Bình, thành phố Di An, gần bờ hồ Biconsi, gần khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B. Đó quý anh chị nhá. Nhà này còn rất là mới anh chị ạ. Những căn nhà mà sân để được một chiếc ô tô thì nó nhiều anh chị ạ. Nhưng mà cái sân này mà để được hai chiếc ô tô thì gần như trên thị trường không có. Căn này quý anh chị nhá, giảm 700 giống như em nói nhá. Hiện trạng bây giờ này, 4,1 tỷ anh chị. Mình nói chuyện thoải mái luôn anh chị. Nhà mà có hai chiếc ô tô thì quá ok, còn không mình để ô tô để xe máy mình làm gì, mình làm kinh doanh buôn bán các kiểu được luôn anh chị nhá. Đây, người ta vẫn đang kinh doanh đây quý chị này, làm spa đồ các kiểu đó. Nhà mình ngang 5m, dài 22m rưỡi anh chị, tổng 112m, thổ cư full. Ở bên đây gia chủ có làm một cái hành lang mình có thể để xe máy hoặc có thể là để đi ra cái nhà vệ sinh phía sau, tại vì nhà đây là mình kinh doanh mà quý chị. Phòng khách kết hợp kinh doanh luôn. Đó, nhà ăn nối dài. Đó, ở đây thì người ta thiết kế vậy tại vì người ta đã trừ cái sân ra để làm cái sân để được hai chiếc ô tô nên nó vậy quý chị nhá. Cái cửa này ra hành lang phía bên đây này. Nhà vệ sinh mình ở cuối đây. Bây giờ lên lầu anh chị nhá. Lầu 1 nhá. Đây cái ban công này mình nhìn lại cái sân ô tô này, nó rộng ghê luôn quý chị. Phòng ngủ mình đây này. Phòng ngủ này nhìn vậy chứ cũng rộng lắm quý chị nhá. Từ bên đây mà kéo ra sang tới bên đây mà. Đây, bên đây có tủ đồ áo âm tường như đây luôn này. Đó, thực tế nha quý chị. Nhà vệ sinh mình đây, đây nhà vệ sinh dùng chung. Cái nhà vệ sinh này cũng rộng, lavabo, bồn cầu, gương soi đầy đủ luôn. Còn bên đây thêm một cái phòng ngủ nữa. Đó. Kéo mấy cái rèm này ra các quý chị thấy sáng không? Cửa sổ này. Đó, chỗ này khu vực học tập làm việc các kiểu này. Đó, chỗ đây là phòng ngủ của mình. Rồi, kết thúc là một, lên lầu 2 này anh chị. Lầu 2 anh chị ạ. Đây, sau lưng em Hải là chỗ này giặt phơi đồ. Đây, chỗ này phòng ngủ thứ ba. Nhưng mà đang làm kho anh chị nhá. Đó, vậy là nhà có 3 phòng ngủ nhá. Bên đây là cái phòng thờ anh chị ạ. Phòng thờ nhá. Rồi ngoài này sân thượng. Đây, trước đây nhà mình cũng có cái sân này. Nó rộng ghê luôn quý chị nhá. Đó, xung quanh hàng xóm ở full hết rồi anh chị. Ở chỗ này cũng gần thành phố Thủ Đức đó anh chị. Bờ hồ Biconsi, khu dân cư Biconsi ha. Anh chị tìm là ra nhá. Giảm 700 là hiện tại bây giờ chỉ còn 4,1 tỷ thôi. Mình vẫn còn nói chuyện. Anh chị nào mà thấy phù hợp vào việc.